Hương Lan cho biết, tôi chẳng việc gì phải ghen ghét Việt Hương. Gặp lại danh ca Hương Lan tại một sự kiện ở thành phố Hồ Chí Minh tối ngày 3 tháng 5, nữ nghệ sĩ tỏ ra khá thoải mái, thẳng thắn khi chúng tôi nhắc lại ồn ào với Việt Hương cách đây vài tháng. Cô cho biết, sau lùm xùm trên, có không ít ý kiến tiêu cực cho rằng cô ghen ghét, tị nạnh nên cố tình nói xấu làm bẻ mặt nữ danh hài. Tuy nhiên, nữ danh ca thẳng thừng phủ nhận điều này và cho rằng chẳng có lý do gì để ganh đua tị nạnh với một người là đàn con đàn cháu mình. Bản thân là bậc tiền bối trong nghề, Hương Lan cũng không thể làm ngơ khi thấy lớp trẻ làm sai, thốt ra những lời tục tiểu trên sân khấu. Cách đây không lâu, chị từng gây xôn xao dư luận khi lên tiếng nhắc nhở Việt Hương trên trang cá nhân về việc diễn hài thô tục. Nhiều khán giả tò mò mối quan hệ giữa chị và Việt Hương hiện nay ra sao. Tôi là người lớn, là đàn chị trong nghề. Tôi chỉ nói ra những điều phải nói, mang tính chất góp ý, xây dựng, chứ không dằn mặt hay đả kích ai cả. Trước đó, tôi biết có nhiều người cũng bức xúc giống tôi, nhưng họ ngại không nói ra. Còn tính tôi thẳng thắn, nếu chứng kiến tận mắt sự việc mà tiếp tục giữ im lặng thì không phải là tôi. Với tư cách là một người lớn, hoạt động hơn 50 năm trong nghề, tôi không thể làm ngơ trước những sự việc như vậy. Cách phản ứng của chị cũng nhận được khá nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả. Chị nghĩ sao về điều này? Tôi biết sau vụ việc này, có nhiều người bảo tôi tị nạnh, ghen ghét Việt Hương nên cố tình nói xấu cô ấy. Nhưng rõ ràng chúng tôi hoạt động ở hai lĩnh vực khác nhau, một ca hát, một diễn xuất. Nói tôi ghen tị thì có gì để ghen tị? Chưa kể, xét cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề, Việt Hương không phải đàn em mà là đàn con, đàn cháu của tôi. Với những người vô ý thức với nghề, tôi nghĩ mình cần phải lên tiếng để chấn chỉnh kịp lúc. Nhiều ý kiến cho rằng chị nên góp ý nhẹ nhàng với Việt Hương sau hậu trường thay vì đưa mọi chuyện công khai trên mạng xã hội. Ngay khi đang bức xúc, tôi đã lập tức đứng dậy đi về. Nhiều người cũng hỏi tại sao tôi không kêu Việt Hương lại và nói chuyện với cô ấy. Nhưng nếu nói như vậy thì Việt Hương có nhận lỗi hay không? Đó là lý do tôi chỉ muốn nói một lần rồi thôi, không bàn đi bàn lại nữa. Nếu cô ấy thấy những lời tôi góp ý là đúng thì sẽ biết sửa sai để bản thân trở nên tốt hơn. Còn nếu cảm thấy tôi sai, cô ấy cứ tiếp tục làm những gì mình thích, phản ứng của khán giả sẽ là câu trả lời chính xác nhất. Với một nghệ sĩ đứng trên sân khấu, khán giả chấp nhận mình là điều quan trọng nhất. Đôi lúc, họ phải dẹp bớt cái tôi để đón nhận những lời góp ý phê bình từ người xem. Bởi cuộc đời này chẳng có ai toàn vẹn hết. Nếu họ chỉ nhận được những lời khen, không biết đâu là sai để xin lỗi, thì sẽ không bao giờ đứng trên sân khấu lâu dài được. Nếu họ cho rằng tôi thích thì tôi hát, ai không thích thì tắt TV đi, thì đó không phải là một nghệ sĩ. Những ai cứ giữ khư khư cái suy nghĩ, tôi là tôi muốn làm gì thì làm, thì về nhà đi, đừng làm nghệ sĩ nữa. Bởi nghệ sĩ là người của công chúng, mỗi việc mình làm, mỗi lời mình nói ra đều là tấm gương để người trẻ bên dưới nhìn vào và học tập. Là người làm văn hóa thì những câu nói mình thốt ra cũng phải có văn hóa, kể cả khi kể chuyện tiếu lâm cũng cần có chừng mực, không thể cứ đứng trước người lạ thì muốn nói gì cũng được. Chị không sợ mất lòng nhiều bạn bè đồng nghiệp khi nói ra những lời thẳng thắn như thế. Tôi là nghệ sĩ đứng trên sân khấu 50 năm, tôi nghĩ mình hoàn toàn có quyền để đưa ra những lời góp ý mang tính xây dựng với các đàn con, đàn cháu của mình. Tôi hoàn toàn không có ý đả phá bất cứ ai, bởi mỗi nghệ sĩ đều có khán giả riêng, chẳng có lý do gì để tôi chửi bới nhau để giành giật khán giả. Với tôi sống vì khán giả, sống nhờ khán giả nên không thể để mất tình cảm của khán giả được. Bởi chính tình cảm của họ đã nuôi tôi cho tới ngày hôm nay. Tôi nghĩ bất cứ nghệ sĩ nào cũng hiểu được điều này. Nếu có dịp gặp lại Việt Hương, chị sẽ phản ứng ra sao? Vẫn như bình thường, vì tôi chỉ góp ý chứ không ganh đua ghét bỏ cô ấy. Với tôi, chuyện gì đã qua thì không để tâm đến nữa. Tôi nói ra như vậy là để những người làm văn hóa phải làm sao cho đẹp, cho sạch. Để người trẻ nhìn vào họ biết rằng không được phép nói những lời thô tục trên sân khấu. Nhân đây, tôi cũng muốn gửi lời khuyên đến các con, các cháu sau này rằng khi đứng trước công chúng và cầm micro để nói thì phải nói thật cẩn thận. Kể cả khi bên dưới chỉ có một khán giả, mình là người làm văn hóa cũng phải nói ra những điều tốt đẹp, sạch sẽ. Thời gian gần đây, vấn đề hài nhảm, hài tục cũng đang trở thành vấn đề gây tranh cãi từ dư luận. Là bậc tiền bối hoạt động lâu năm trong nghề, ý kiến của chị ra sao? Về góc độ cá nhân, tôi không tiện đưa ra ý kiến vì bản thân tôi có rất nhiều đàn em, đàn cháu đang hoạt động trong lĩnh vực này. Thế nên, hài nhảm hay không, tôi nghĩ chỉ có khán giả mới là những người có cái nhìn công tâm nhất. Là một trong những nghệ sĩ rất được khán giả Việt Nam yêu mến, vì sao thời gian qua chỉ ít về nước đến thế? Thời gian qua tôi ít về Việt Nam ca hát, phần lớn là vì lý do sức khỏe. Chân tôi bị đau, từng phải mổ ở đầu gối nên việc đi lại của tôi rất khó khăn.
Khi ở Mỹ, vấn đề về y tế được kiểm tra rất nghiêm ngặt, họ cũng không cho phép tôi đi xa quá lâu. Thời gian gần đây tôi thấy nhiều nghệ sĩ hải ngoại lần lượt về nước, bản thân tôi cũng muốn về lắm chứ, nhưng lại không được. Thời gian tới tôi sẽ cố gắng trở về nhiều hơn, vì dù sao tuổi của Hương Lan cũng đã lớn, tôi chẳng biết mình sẽ hát được bao lâu, nên chỉ mong sẽ có thêm nhiều thời gian để mang lời ca tiếng hát phục vụ khán giả quê nhà. Nếu được mời làm giám khảo game show hay các chương trình về nhạc dân ca bolero, chỉ có nhận lời. Trước đây cũng từng có một số chương trình ngỏ lời mời, nhưng tôi không nhận lời vì sức khỏe không cho phép. Để quay các chương trình này, nghệ sĩ phải ở Việt Nam ít nhất vài ba tháng, trong khi tôi không ở lâu được. Cảm ơn chị vì những chia sẻ.